Ngày 13 tháng 12, Tòa án Nhân dân TP HCM xét xử Nguyễn Anh Khoa, 31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, về tội giết người. Theo hồ sơ, Nguyễn Anh Khoa là con ruột ông NVB và bà NMH do ông B và bà H ly hôn nên Khoa ở chung với cha tại phường 5, quận Phú Nhuận. Trong thời gian sống chung, giữa Khoa và cha thường xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tình cảm gia đình. Khoảng ngày 27 tháng 5 năm 2022, Khoa hỏi về giấy tờ của căn nhà nhưng ông B không trả lời nên xảy ra cãi nhau. Khoa nghi ngờ cha đem giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng vay tiền đầu tư mua đất nên ép buộc ông B mở két sắt để tìm giấy tờ nhà. Tìm không thấy, Khoa nhốt cha mình vào phòng trống ở tầng 2, khóa trái cửa, giữ điện thoại di động, không cho cha liên lạc với bên ngoài. Trong thời gian nhốt ông B, khoảng từ ngày 27 tháng 5 năm 2022 đến ngày 6 tháng 6 năm 2022, Khoa tiếp tục hỏi giấy tờ nhà nhưng ông B không nói nên bị Khoa đánh đập dã man bằng tay, muỗng, roi mày. Khoa còn buộc ông B chuyển hơn 190 triệu từ tài khoản của ông sang tài khoản của Khoa. Đến sáng sau tháng 6 năm 2022, thấy cha có dấu hiệu đuối sức, Khoa cho cha uống 2 viên thuốc giảm đau rồi bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau, Khoa quay lại phòng nhìn thấy cha bị trào bọt mép và tử vong sau đó. Thấy vậy, Khoa lấy mền đắp lên người cha, rồi gom 14 chỉ vàng trị giá 89 triệu đồng cùng điện thoại di động của cha rồi khóa cửa bỏ trốn. Sau khi giết cha ruột, Khoa gọi điện thoại báo cho con nuôi của mẹ Khoa kể lại sự việc. Sau đó một ngày, Khoa bị trinh sát bắt giữ khi đang trốn trong một khách sạn ở quận 10. Tại tòa, Khoa khai báo quanh co, đổ lỗi cho ông B về số tiền 190 triệu đồng chuyển khoản từ tài khoản ông B. Khoa cho rằng đó là tiền mẹ Khoa cho và nhờ ông B giữ giúp, đồng thời mẹ của Khoa cũng khai có cho tiền Khoa. Đối với số vàng và điện thoại của ông B, Khoa khai do ông B đã chết, sợ bị mất nên lấy mang theo để khi bị bắt giao nộp cho công an, chứ không có ý định chiếm đoạt. Hội đồng xét xử sau khi hội ý đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi cướp tài sản và tình tiết giết người có tính chất côn đồ, hung hãn của Khoa.